Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 6 ngày 18 tháng 2, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa thăm mô hình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu tại một số địa phương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên tại huyện Kim Động. Tập trung thi công và giải ngân vốn ngay từ đầu năm. Cấp phép lưu hành 3 loại thuốc chứa Monopiravir sản xuất trong nước. Đường 379B qua địa bàn huyện Văn Giang xuống cấp. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đi thăm và kiểm tra các mô hình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu tại một số địa phương. Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đến thăm kiểm tra điểm trình diễn máy cấy tại xã Đa Lộc, huyện Ân Thi. Vụ xuân năm nay, Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh triển khai mạ khay máy cấy diện tích 100 ha trên địa bàn huyện Ân Thi. Triển khai được 3 vụ, đến nay 80% diện tích ruộng của thôn Trắc Điền, xã Đa Lộc được cấy bằng phương pháp này. Khi sử dụng máy cấy, giá 300.000 đồng một sào, bao gồm cả công cấy và giống. Trong khi đó, nếu cấy bằng phương pháp thủ công, chi phí 500.000 đồng một sào. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao việc cơ giới hóa vào gieo cấy, góp phần giảm chi phí đầu tư, công lao động, nâng cao hiệu quả kinh tế. Đồng chí yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần tham mưu cho tỉnh cơ chế chính sách để hỗ trợ Trung tâm Giống Nông nghiệp và các hợp tác xã trang bị máy cấy, đồng thời chuyển giao công nghệ sản xuất mạ khay cho các địa phương. Việc đẩy mạnh cơ giới hóa là yếu tố quan trọng để tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đồng thời thực hiện có hiệu quả trà vụ của tỉnh và giảm tình trạng nông dân bỏ ruộng. Chúng tôi hết sức biết ơn cái vấn đề này về năng suất, về chất lượng sản phẩm đều rất tốt. Thì chúng tôi nhẩm tính rằng nếu như mà cứ để cho bà con chúng tôi làm là nếu mà tính về kinh tế là phải 500.000 một sào vẫn chưa đáp ứng được. Thế nhưng mà ở đây chỉ hết khoảng độ 300 thôi. Đó là một cái rất là thắng lợi về cái nếu là toán về kinh tế, mà nói chung là về mặt tất cả các cái cơ cấu về chi phí phân bón rồi tất cả các thuốc trừ sâu nó đều là giảm rất nhiều. Và bây giờ cái người hưởng lợi đây bà con nông dân là chứng minh là có hiệu quả, thì cái mô hình này là mô hình cần phải được nhân rộng và chính thức hóa đi. Đấy là một cái hướng ưu tiên rất là quan trọng đối với tỉnh của ta. Thì tới đây những cái biện pháp mà từ trồng trọt chăn nuôi mình đưa máy móc, đưa công nghệ vào, đấy là cái xu hướng không thể đảo ngược được. Và các bác là bằng chứng rất là khách quan cho cái việc đưa máy móc công nghệ vào để tăng cái năng suất, hiệu quả kinh tế trong ít nhất là trong trồng lúa như bác ở đây là thấy rõ rệt. Thế còn các cây ăn quả rồi cây màu thì chắc là nó còn rõ rệt hơn nữa. Và cái khả năng ứng dụng công nghệ máy móc vào trong cái trồng trọt các cây ăn quả, hoa màu thì nó còn dư địa rất là lớn. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa đến thăm hợp tác xã sản xuất cung ứng rau quả và cây dược liệu An Thịnh Phát tại xã Tống Chân, huyện Phù Cử, với diện tích 5 ha, trong đó nhà lưới 8.000 m2, mỗi năm hợp tác xã sản xuất gần 100 tấn dưa lưới, dưa chuột, sản phẩm được cấp giấy chứng nhận OCOP. Bình quân một năm, hợp tác xã đạt doanh thu 3 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 1 tỷ đồng. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa biểu dương và đánh giá cao mô hình của hợp tác xã, bởi hiện nay nhu cầu tiêu dùng nông sản sạch an toàn là rất lớn. Hợp tác xã đã sản xuất các sản phẩm theo tiêu chuẩn Việt Gáp cho hiệu quả kinh tế cao, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Đồng chí gợi mở trong thời gian tới, hợp tác xã cần mở rộng quy mô, liên kết với các hộ tạo thành vệ tinh để nâng cao sản lượng, từng bước tiếp cận chào bán ở các siêu thị, cửa hàng nông sản sạch. Phương pháp công nghệ, kỹ thuật do mình chuyển giao cho họ và đầu vào mình hỗ trợ. Đấy, các yếu tố đầu vào ấy mình hướng dẫn cho họ lúc đầu. Đấy, thế còn đầu ra mình là sản xuất quy mô lớn, họ sản xuất quy mô nhỏ, họ bán cho mình hỗ trợ và tiêu thụ cùng với sản phẩm ở đây. Nhưng cái nhiệm vụ của mình như thế là mình sẽ đứng đầu chuỗi cung ứng, đúng không? Mình đứng đầu chuỗi cung ứng, mình dẫn dắt luôn cái chuỗi cung ứng với sự đeo bám đằng sau đấy là bà con nông dân. Thế đấy, nhiệm vụ của mình quan trọng nhất là tìm kiếm được thị trường để tiêu thụ cho bản thân mình và cho bà con nông dân mà cắm vào trong cái chuỗi của mình. Mình coi như là xương sống của cả cái chuỗi, đúng không? Cái đấy mới có giá trị lan tỏa cao trong cái sản xuất. Thăm trang trại chăn nuôi của anh Nguyễn Hữu Tuệ ở xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, nuôi 6 vạn gà sinh sản theo quy trình Việt Gáp, sản lượng trứng 3 vạn quả một ngày, tiêu thụ tại các thị trường lớn, các bếp ăn công nghiệp, doanh thu hơn 200 tỷ đồng một năm.
lợi nhuận đạt trên 3,6 tỷ đồng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao hiệu quả kinh tế xã hội của mô hình. Đồng chí yêu cầu các ngành và địa phương cần mở rộng mô hình trên địa bàn tỉnh, tập trung chăn nuôi xa khu dân cư, chăn nuôi an toàn sinh học, tiếp tục hỗ trợ giống, xử lý chất thải và hỗ trợ xúc tiến thương mại cho trang trại, nhất là về mẫu mã, bao bì, tem nhãn, truy xuất nguồn gốc. Thứ nhất là mình sản xuất quy mô lớn, thứ hai là với góc độ một pháp nhân. Mình đã sản xuất ở độ pháp nhân quy mô lớn là mình phải có thương hiệu thị trường lớn thì nó sẽ ổn định, nếu mà tiêu thụ được vào chính mình mà vào được siêu thị nhất định là giá của mình sẽ tốt hơn và nó sẽ ổn định hơn, nó bấp bênh hơn so với thị trường nguyên sinh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh phát huy tốt lợi thế của tỉnh. Trong thời gian tới, các mô hình tiêu biểu trong sản xuất nông nghiệp cần xây dựng và phát triển các vùng chuyên canh quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao hiệu quả kinh tế cho nhân dân, tăng khả năng cạnh tranh, tăng năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng. Vì vậy, các ngành địa phương cần sáng tạo tham mưu cho tỉnh các giải pháp chương trình cụ thể để thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Sáng nay, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, đợt kỷ niệm ngày thành lập Đảng mùng 3 tháng 2 cho các đảng viên tại huyện Kim Động. Hai đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng gồm đồng chí Đặng Thị Kim, sinh năm 1927, hiện đang sinh hoạt Đảng tại chi bộ thôn Lương Hội, Đảng bộ thị trấn Lương Bằng, và đồng chí Nguyễn Anh Thạc, sinh năm 1931, hiện đang sinh hoạt tại chi bộ thôn Nghĩa Giang, thuộc Đảng bộ xã Toàn Thắng. Tại gia đình các đảng viên, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trân trọng trao tặng huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận những cống hiến, những đóng góp của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của đất nước và Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chúc các đảng viên luôn sống vui, sống khỏe, tiếp tục là tấm gương sáng để giáo dục lớp đảng viên trẻ, các thế hệ con cháu phát huy truyền thống cách mạng, không ngừng học tập, lao động cống hiến, góp phần xây dựng chi bộ Đảng vững mạnh, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Các đảng viên vinh dự nhận huy hiệu Đảng đã xúc động cảm ơn sự quan tâm ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với các đảng viên trong công cuộc đấu tranh xây dựng bảo vệ Tổ quốc và sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất người đảng viên, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sống gương mẫu, tích cực, giáo dục con cháu chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày một giàu mạnh. Nhờ chuyển trạng thái chống dịch sang thích ứng an toàn, nhiều hoạt động được nới lỏng nên kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp qua gần 2 tháng đầu năm 2022 có nhiều khởi sắc hơn. Tháng 1 năm 2022, tổng doanh thu của công ty cổ phần Thuận Đức tại cụm công nghiệp Lương Bằng, huyện Kim Động tăng 25% so với cùng kỳ, đạt trên 200 tỷ đồng. Đến nay, đa số các đơn hàng là bao bì và túi siêu thị xuất khẩu đã được công ty ký đến giữa và cuối năm. 50% sản phẩm là hàng xuất khẩu, còn lại là tiêu thụ thị trường trong nước. Trong cái năm 2022 thì chúng tôi đánh giá là sẽ có cái sự thuận lợi nhiều và phát triển tốt hơn về mặt sản xuất cũng như là các cái thương mại. Về ngay đối với Thuận Đức thì doanh thu của tháng 1 năm 2022 so với cùng kỳ năm trước đã tăng trưởng trên 25%. Công ty đang có 4 nhà máy sản xuất tại huyện Kim Động với tổng diện tích gần 10 hectare. Trong đó, nhà máy số 4 đang được đẩy nhanh lắp đặt máy móc để nâng hết công suất, tạo thêm 800 việc làm mới, nâng tổng số lao động làm việc tại công ty lên 2.500 công nhân. Theo chỉ đạo của tỉnh, các địa phương chủ đầu tư phải đôn đốc nhà thầu tập trung thi công, giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những ngày đầu năm, không để tình trạng đầu năm thong thả, cuối năm không kịp giải ngân và ảnh hưởng đến thời gian bàn giao công trình. Đây là tuyến đường DH42 kéo dài, nối từ xã Ngọc Long đến xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, với chiều dài hơn 2 km, nguồn vốn trên 70 tỷ đồng, thời gian thi công là gần 2 năm. Tuy nhiên, nhà thầu rất quyết tâm để phấn đấu sẽ hoàn thành trong 18 tháng. Để đạt được mục tiêu này, ngay từ ngày 6 Tết Nguyên đán, đơn vị đã triển khai thi công. Không chỉ các công trình lớn, trọng điểm của tỉnh, các công trình nhỏ, đơn vị thi công cũng tập trung nhân lực để đảm bảo tiến độ và chất lượng. Chỉ còn hơn 6 tháng nữa sẽ bước vào năm học mới. Trường tiểu học xã Phan Xào Nam cần sử dụng đến phòng học cho học sinh. Chính vì vậy mà nhà thầu phải khẩn trương thi công.
Trong Tết thì anh em chúng tôi đã làm xong phần móng. Đến ngày mùng 5 tháng 2 là chúng tôi đã tập trung nhân lực thi công công trình. Thế và theo cái nội trình để làm sao đảm bảo đến năm học 2022-2023 thì là để cho đưa vào sử dụng. Chúng tôi sẽ cố gắng là phấn đấu là đến 15 tháng 7 là chúng tôi sẽ bàn giao công trình. Đôn đốc bằng các cái văn bản chỉ đạo đến các cái đơn vị làm sao mà thi công để đảm bảo cái tiến độ đề ra cũng như các cái hợp đồng mà đã ký kết với ban quản lý dự án đầu tư dựng huyện và đảm bảo cái kế hoạch vốn, kế hoạch giải ngân vốn của ủy ban dân huyện giao. Để đảm bảo chất lượng công trình thì ban quản lý dự án kiểm tra đôn đốc cũng như chỉ đạo các cái đơn vị tư vấn giám sát thường xuyên giám sát, báo cáo kịp thời về chủ đầu tư, giám sát theo quy định. Tuy nhiên, một số công trình gặp phải vướng mắc do chưa có mặt bằng, nếu không giải tỏa kịp thời sẽ ảnh hưởng đến tiến độ thi công các dự án. Ví dụ như công trình đường quy hoạch ở xã Ngọc Long, huyện Yên Mỹ, vẫn còn 3 hộ dân chưa đồng ý nhận bồi thường. Đề nghị chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể là vận động bà con bàn giao mặt bằng sớm cho chúng tôi để chúng tôi hoàn thành chỉ tiêu trong 2 tháng tới là giải toàn bộ nhựa cho tuyến đường. Được biết trong những tháng cuối năm 2021, huyện Văn Giang, Yên Mỹ có tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chậm, chủ yếu do không có mặt bằng để thi công. Chính vì vậy mà cùng với sự tích cực của doanh nghiệp thì các địa phương cũng tuyên truyền để người dân đồng thuận trong giải phóng mặt bằng thì mới đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân được. Những năm qua, ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã tích cực đưa mạ khay, máy cấy, áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất. Mô hình này đã mang lại hiệu quả rõ rệt, giúp nông dân giảm chi phí, công lao động và tăng thu nhập. Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, phương pháp gieo cấy lúa hiện nay vẫn chủ yếu là phương pháp gieo cấy thủ công truyền thống, mất nhiều lao động, trong khi lao động trong nông nghiệp ngày càng thiếu, nông thôn phần lớn còn lại là người già và trẻ em. Do vậy, chi phí sản xuất tăng, nhiều địa phương còn có hiện tượng dân bỏ trống ruộng không cấy. Vì vậy, cần thiết phải có giải pháp để phát triển phương pháp gieo mạ khay cấy bằng máy, từng bước giảm dần diện tích gieo thẳng và tăng tỷ lệ cơ giới hóa và các khâu trong sản xuất. Đặc biệt, thể hiện rất rõ trong việc tiết kiệm thời gian và giảm rõ nét công lao động. Chi phí dịch vụ cũng phù hợp với khả năng, điều kiện của người sản xuất trong việc đầu tư chi phí. Diện tích cấy thì là 34 mẫu thì bình thường phải cấy hàng tuần rồi mới xong. Nhưng mà qua cái đợt cấy này thì bằng máy thì là chỉ với 3 ngày là đã cơ bản là hoàn thành. Thuê cấy thì cái nhân công bây giờ nó rất là khó tìm và đắt. Thì so với cái cấy nhân công thì cái cấy máy nó rất là hiệu quả và đạt năng suất và cũng như cái giá thành. Giờ hai ông bà già rồi, các con các cháu nó đi lấy chồng lấy vợ hết rồi, không làm được. Mà cấy thế này thì trên thì họ còn hỗ trợ thêm với em, thì là mình cũng đỡ vất vả hơn. Thế người thì 400 một người, thì trong một ngày là người ta cấy được hơn sao. Khi cấy bằng máy cấy, có giá 300.000 đồng một sào, bao gồm cả công cấy và giống. Trong khi đó, nếu cấy bằng phương pháp thủ công, chi phí 500.000 đồng một sào. Bên cạnh đó, lúa cấy máy và lúa cấy thủ công có thời gian sinh trưởng như nhau. Nhưng lúa cấy bằng máy đẻ nhánh sớm, khỏe, tập trung hơn. Khoảng cách hàng sông, hàng thẳng thưa nên có nhiều ánh sáng, hạn chế được bệnh và dày nâu, dày lưng trắng. Vì vậy, năng suất cao hơn lúa cấy thủ công trung bình 1,3 tạ một hecta. Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, vụ xuân này ước tính khoảng trên 500 hecta lúa, chiếm gần 20% tổng diện tích được cấy máy, tập trung ở các huyện như Phù Cừ, Kim Động, Tiên Lữ, Ân Thi, Văn Lâm. Nguyên nhân việc mở rộng mô hình này còn hạn chế do cơ sở vật chất còn thiếu, thiếu khay, thiếu máy gieo nên việc mở rộng diện tích còn gặp nhiều khó khăn. Yêu cầu đầu tiên đó là phải tìm được các cái cơ sở mà có thể có kỹ thuật làm mạ đạt tiêu chuẩn. Và thứ hai nữa là phải có mặt bằng để có thể trải được cái khay mạ ra. Làm mạ thì phải đạt tiêu chuẩn cả về mật độ mạ trên khay, rồi chiều dày đất, rồi kích thước của cây mạ, số rảnh phải đanh rảnh cứng cây. Thứ hai nữa là cái chân ruộng phải tương đối phẳng và phải tháo cạn được nước. Vì vậy, để mở rộng việc gieo cấy bằng mạ khay, máy cấy, cần có các cơ chế hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác trong đầu tư máy móc, phương tiện, diện tích để cơ giới hóa trong sản xuất từ làm đất, gieo cấy, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch. Đây sẽ là một giải pháp trong việc ứng dụng cơ giới hóa trong khâu gieo cấy lúa nhằm giảm lượng hạt giống gieo xạ, giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất lao động,
tăng năng suất, chất lượng lúa gạo và qua đó tăng hiệu quả kinh tế sản xuất lúa. Quý vị và các bạn, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa ký quyết định ban hành danh mục 3 loại thuốc chứa Monopiravir sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam. Đây là loại thuốc được chỉ định điều trị cho bệnh nhân COVID-19. 3 loại thuốc mới được cấp phép lưu hành từ ngày 17 tháng 2 gồm Monopiravir 400, hàm lượng Monopiravir 400mg, dạng viên nang cứng do công ty Boston Việt Nam sản xuất. Movinavir, hàm lượng 200mg Monopiravir dạng viên nang cứng do công ty Mekofa sản xuất. Monopiravir Stella 400, hàm lượng 400mg Monopiravir dạng viên nang cứng do công ty Stella Farm sản xuất. Việc cấp phép 3 loại thuốc này không chỉ giảm phụ thuộc vào nguồn thuốc từ nước ngoài mà còn giúp người dân tiếp cận với hoạt chất có tác dụng kháng virus một cách hợp pháp. Được biết, các doanh nghiệp đã công bố giá thuốc sản xuất chỉ từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng trên một hộp. Tại Hưng Yên, thời gian qua, được cấp phát 50.000 viên thuốc Monopiravir để thực hiện chương trình thử nghiệm lâm sàng có kiểm soát cho người mắc COVID-19 thể nhẹ và không triệu chứng. Kết quả sử dụng ban đầu đều đảm bảo an toàn, giảm tải lượng virus rõ rệt sau 5 ngày điều trị, giảm tỷ lệ nhập viện. Đường 379B, tức đường 199 cũ, đoạn qua xã Cửu Cao và thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, có nhiều điểm sụt lún không được sửa chữa kịp thời, đã gây ảnh hưởng lớn đến tình hình trật tự an toàn giao thông, gây mất mỹ quan đô thị. Nghiêm trọng nhất là đoạn qua thôn Nguyễn, xã Cửu Cao. Điểm sụt lún này xuất hiện cách đây hơn một tháng, nhưng không được sửa chữa đã gây ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện. Đặc biệt là khi trời mưa, nước đọng, các phương tiện đi qua dễ bị trơn trượt. Chỉ tính trong tuần qua, tại vị trí này đã xảy ra gần 10 vụ tai nạn giao thông khiến nhiều người trọng thương. Taxi tông vào xe máy hết tấn trước. Cách đây độ 5 hôm có một chiếc xe đi đến đây, thành khách. Thế là người ngã bay lên sân này, còn xe ra thì cũng chạy sang bên kia. Chỗ này là bị lâu chưa? Đường hỏng tháng, một tháng rồi. Một tháng mà không có ai chữa? Không, thường xuyên có tai nạn, cứ đi qua đây, sắp sang đây là ngã từ đây, bay xe lên tít trên kia, nhiều lắm. Thế là hôm tối hôm kia nhà chị phải quăng gốc, quăng cành cây ra, không cho đi vào đây nữa. Còn đây là điểm sụt lún, đoạn qua thị trấn Văn Giang, cũng đã xuất hiện hơn một năm nay nhưng không được khắc phục. Gần một năm qua, tại đây đã xảy ra trên 10 vụ va chạm giao thông làm nhiều người bị thương phải nhập viện. Nước mưa xuống, thì nước nó sẽ đọng làm mặt đường nó không nhìn thấy được. Thì những xe máy lưu lượng qua đây lao vào cái hố này gây rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đề nghị là xin các cơ quan chức năng là bổ sung cải tạo những cái ổ voi, ổ gà như này để cho người dân lưu thông qua đây đỡ nguy hiểm. Đường 379B có lưu lượng phương tiện lớn nhưng đường hẹp, nhiều đoạn hỏng, sụt lún không được khắc phục khiến các phương tiện đi lại khó khăn, có nguy cơ mất an toàn. Không chỉ vậy, đường xấu còn gây mất mỹ quan đô thị, gia tăng tai nạn giao thông nếu không được sửa chữa kịp thời. Chương trình là tin về an ninh trật tự. Công an huyện Khoái Châu nhận được trình báo của anh Trần Văn Đạo, sinh năm 1973, trú tại xã Tứ Dân, về việc vào tối ngày 4 tháng 2 năm 2022. Anh Đạo để xe ô tô Y10 gần nhà. Khoảng 1 giờ ngày 5 tháng 2 năm 2022, anh Đạo và gia đình phát hiện chiếc xe ô tô bốc cháy. Nhận được tin báo, Công an huyện Khoái Châu điều tra xác định Trần Văn Trọng, sinh năm 1990, trú tại xã Tứ Dân, là đối tượng đã đốt xe của anh Đạo. Trọng khai nhận là hàng xóm với anh Đạo. Do có mâu thuẫn nên ngày 5 tháng 2, Trọng mang theo dầu hỏa, bật lửa cùng một số vật dụng để đốt xe. Khám xét nơi ở của Trọng, thu giữ một số vật chứng có liên quan. Tổng giá trị thiệt hại tài sản là hơn 19 triệu đồng. Vừa qua, Công an xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động phát hiện một nam thanh niên đã có hành vi trộm cắp tài sản. Đối tượng phá tường rào của công ty trách nhiệm hữu hạn Vintech Hưng Yên đóng trên địa bàn thôn Trúc Cầu, xã Nghĩa Dân. Đối tượng khai nhận
là Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1995, trú tại thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi. Công an xã Nghĩa Dân đã lập biên bản vụ việc, bàn giao cho công an huyện Kim Động xử lý theo thẩm quyền. Quá trình điều tra xác định Hải đã nhiều lần trộm cắp rào sắt của công ty trách nhiệm hữu hạn Vintech Hưng Yên để bán kiếm lời. Tổng số hàng rào sắt đối tượng trộm cắp rồi mang đi bán vào khoảng hơn 1.000 kg. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn đến với phần tin quốc tế. Tình hình căng thẳng ở miền đông Ukraine hiện nay đang leo thang đáng kể sau khi quân đội chính phủ và lực lượng ly khai giao tranh. Giới chức Nga và phương Tây đang lo ngại rằng căng thẳng có thể vượt tầm kiểm soát. Các vụ đấu pháo đã liên tục xảy ra giữa quân đội Ukraine và phe ly khai, lực lượng được cho là có sự hậu thuẫn của Nga vào sáng 17 tháng 2 ở khu vực chiến tuyến vùng Donbass, miền đông Ukraine. Quân đội Ukraine nói rằng phe ly khai đã bắn 32 quả đạn pháo nhằm vào thành phố, khiến ít nhất 3 người bị thương. Trong đó, lực lượng ly khai cáo buộc quân đội chính phủ khai hỏa vào khu vực họ kiểm soát ít nhất 4 lần. Các cuộc giao tranh ở miền đông Ukraine xảy ra không lâu sau khi Nga thông báo rút dần các lực lượng quân sự gần biên giới Ukraine. Mặc dù vậy, Mỹ và các đồng minh phương Tây tỏ ra hoài nghi về tuyên bố của Moscow. Cũng liên quan tới cuộc khủng hoảng tại Ukraine, Tổng thống Belarus, một đồng minh quan trọng của Nga, cảnh báo rằng nước này có thể triển khai vũ khí hạt nhân nếu phải đối mặt với bất kỳ mối đe dọa nào từ bên ngoài. Tổng thống Lukashenko nêu rõ, nếu cần thiết, Belarus sẽ triển khai không chỉ vũ khí hạt nhân, mà còn cả siêu hạt nhân và các vũ khí sắp ra mắt để bảo vệ lãnh thổ. Nhưng nếu không có mối đe dọa nào từ các quốc gia không thân thiện nhằm vào Belarus, thì sẽ không cần vũ khí hạt nhân trong hàng trăm năm. Tuyên bố được ông Lukashenko đưa ra trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng giữa Nga và phương Tây liên quan đến vấn đề Ukraine. Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa ra khuyến nghị những quốc gia đang đối phó với số ca mắc COVID-19 gia tăng có thể cân nhắc rút ngắn thời gian cách ly 14 ngày trong một số trường hợp. Cụ thể, WHO khuyến nghị thời gian cách ly có thể giảm từ 14 ngày xuống 10 ngày mà không cần xét nghiệm và giảm xuống 7 ngày nếu có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, miễn là người cách ly không còn bất kỳ triệu chứng mắc bệnh nào. Theo WHO, ban hành hướng dẫn mới tạm thời này sẽ giúp ích cho những nước có các ngành dịch vụ thiết yếu đang phải chịu áp lực lớn do số ca bệnh gia tăng. Ngoài ra, WHO cũng cho rằng các nước nên cân nhắc nới lỏng các biện pháp truy vết tiếp xúc trong những trường hợp tương tự. Một mô hình tính toán của Viện Khoa học đánh giá và đo lường sức khỏe Mỹ cho thấy 73% người Mỹ có thể đã đạt miễn dịch với Omicron nhờ tiêm chủng hay đã bị nhiễm bệnh trước đó. Theo đó, làn sóng Omicron tấn công Mỹ vào mùa đông vừa qua đã củng cố khả năng miễn dịch của người dân nước này, để lại đủ khả năng bảo vệ chống chọi trước virus SARS-CoV-2 và sẽ khiến cho các đợt dịch bùng phát trong tương lai không còn thực sự gây gián đoạn nghiêm trọng cho xã hội. Các chuyên gia tính toán khoảng 73% người Mỹ miễn dịch với biến thể Omicron và tỷ lệ đó có thể tăng lên 80% vào giữa tháng 3. Điều này sẽ khiến các triệu chứng bệnh trở nên nhẹ hơn ở những người được tiêm chủng, giảm số lượng virus lưu hành và góp phần hạn chế các làn sóng dịch mới. Bệnh viện và các khu chăm sóc đặc biệt cũng sẽ không còn bị quá tải. Trong khi đó, Thủ tướng Israel, ông Naftali Bennett, ngày 17 tháng 2 tuyên bố làn sóng dịch bệnh do biến thể Omicron gây ra tại quốc gia này đã được kiểm soát. Người đứng đầu chính phủ Israel cho hay, Israel đang chứng kiến sự sụt giảm nhanh chóng về số lượng bệnh nhân nặng. Israel sẽ dần mở cửa trở lại sau một thời gian đóng cửa vì biến thể Omicron. Văn phòng chính phủ Israel cho biết, các quy định về thẻ xanh, tức chứng nhận tiêm chủng hoặc miễn dịch với COVID-19, sẽ hết hạn vào ngày 1 tháng 3 tới và sẽ không được gia hạn. Các quy định vệ sinh dịch tễ với du khách nhập cảnh cũng sẽ hết hạn vào 7 tháng 3 và chính phủ đang thảo luận xem có tiếp tục duy trì hay không. Theo số liệu của Bộ Y tế Israel, số ca mắc mới COVID-19 ở nước này vẫn cao nhưng đã giảm nhiều so với thời kỳ cao điểm, đặc biệt là số ca trở nặng hoặc phải điều trị tích cực trong bệnh viện. Chuyển sang một thông tin khác, giới chức Australia thông báo sẸ đóng cửa nhà máy điện than Eraring ở phía bắc Sydney vào giữa năm 2025, sớm hơn 7 năm so với dự kiến ban đầu. Đây hiện tại đang là nhà máy điện than lớn nhất của Australia. Theo giới chức Australia, nhà máy điện than Eraring đã hoạt động được gần 40 năm và theo kế hoạch ban đầu, nhà máy sẽ ngừng hoạt động vào năm 2032. Tuy nhiên, trước sức ép từ năng lượng tái tạo, kế hoạch này buộc phải thay đổi. Australia là một trong những nước sản xuất than lớn nhất trên thế giới, và nhiên liệu hóa thạch này là nguồn thu quan trọng trong xuất khẩu.
nhưng là một trong những tác nhân chính thúc đẩy biến đổi khí hậu. Năm 2003, chính phủ Kenya bắt đầu trợ cấp học phí cho giáo dục tiểu học và chính sách này đã cho phép một số người lớn tuổi từng bỏ học trở lại trường để theo đuổi ước mơ. Trong đó có một cụ bà gần 100 tuổi và đã trở thành tấm gương cho con cháu noi theo. Ngồi giữa những đứa trẻ nhỏ hơn bà đến 80 tuổi trong một lớp học tại thung lũng Rift ở Kenya, cụ bà Priscina Setini, 98 tuổi, chăm chú nhìn lên bảng nghe thầy cô giảng bài. Chia sẻ với truyền thông, cụ Setini cho biết, mình muốn trở lại trường học để làm gương cho các cháu và cũng muốn theo đuổi một ngành nghề mới. Hiện đang học lớp 6, cụ Setini cho biết, cụ thích tham gia các hoạt động ở trường với các cháu của mình, trong đó có giờ tập thể dục. Trong khi đó, các thầy cô giáo bày tỏ, sự hiện diện của cụ khiến lớp học trật tự hơn. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.